Hé lộ nguyên nhân vụ tạt axit bàn nhậu khiến 8 người thương vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nhóm bạn nói xấu mình trong lúc ăn nhậu, Toàn lấy can axit loại dùng để tẩy sơn tạt vào họ khiến một người tử vong, 7 người bị bỏng. Ngày 23 tháng 5, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai Đặng Hoàng Toàn, 38 tuổi, ngụ quận 4 để điều tra về hành vi tạt axit làm 8 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn. Qua đấu tranh, Toàn khai, tối ngày 22 tháng 5, nghi phạm cùng 8 người bạn ngồi ăn nhậu trước dãy phòng trọ trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Do mâu thuẫn với nhóm bạn, Toàn bỏ về phòng trọ trước và lên gác nằm ngủ. Tuy nhiên, Toàn vẫn nghe nhóm bạn nhậu tiếp tục nói xấu mình nên bực tức lấy can axit loại dùng tẩy sơn để trong nhà vệ sinh mang ra tạt lên 8 người bạn đang ngồi nhậu. Hậu quả, ông L, 30 tuổi, bị bỏng nặng dẫn đến tử vong. 7 người còn lại bị thương, nhập viện điều trị. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Sáng ngày 23 tháng 5, các trinh sát bắt giữ ông Toàn và đưa về trụ sở để điều tra. Một số người dân cho biết, những người liên quan đến vụ việc đều là công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận. Riêng ông Toàn vừa mới dọn về ở tại dãy trọ trên được khoảng 1 tháng. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Sự bạn nhậu bằng axit khiến 8 người thương vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ tạt axit ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh làm một người chết, 7 người bị thương. Ngày 23 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ tạt axit làm 8 người thương vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 5, ông T, 38 tuổi, ngụ quận 4, ông L, khoảng 30 tuổi, cùng nhiều người khác ăn nhậu trước dãy nhà trọ nằm trong con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ông T bỏ về phòng trọ cách đó khoảng 10 mét. Ít phút sau, ông T cầm theo can axit và một con dao quay trở lại. Tại đây, ông T bất ngờ tạt can axit vào nhóm có khoảng 8 người đang nhậu. Bị tạt axit bất ngờ, mọi người hô hoán, tháo chạy và tìm cách tẩy rửa. Vụ việc khiến ông L bị dính axit nhiều nhất và tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu, 7 người khác bị thương. Một số người dân cho biết, những người này đều là công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận. Ông T vừa mới dọn về ở tại dãy trọ trên được khoảng 1 tháng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông T để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.